Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mình chia sẻ cũng như là góp ý cho các bạn là cái cách mà phòng tránh cái bệnh là chết nguội trên cây cà pháo, cũng như là khi mà cái cây cà pháo của mình các bạn thì nó bị chết nguội á, cũng như là gần chết nguội các bạn, thì mình xử lý làm sao bằng những cái loại thuốc nào. Thì trong video này thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể là phòng tránh cũng như là khắc phục được cái bệnh là chết nguội trên cây cà pháo nha mọi người ha. Thì đây là cái vườn cà pháo của mình xen canh nè mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại cái camera sau để mình chia sẻ cho các bạn ha. Rồi mình chào tất cả các bạn ha. Thì bây giờ thì mình sẽ là quay cái vườn cà pháo của mình các bạn, tìm những cái cây nào nó đang chết nguội để mình chia sẻ cho các bạn ha. Đây là những trái cà pháo rồi mọi người. Thì vườn này là mình đang xen canh nha mọi người ha. Mình sẽ tìm một cái cây mà nó đang bị chết nguội mọi người để mình chia sẻ cho các bạn. Đây nãy mình cắt cỏ rau muống. Đây các bạn. Đây là có một cây cà pháo là nó đang có triệu chứng là nó chết nguội các bạn, mà mình đã xử lý rồi các bạn. Thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách phòng trước ha. Phòng bệnh thì mình hãy bằng cỏ sạch nha mọi người ha, và tránh nó bị nhiễm khuẩn. Đó là một trong những cái nguyên nhân các bạn. Thứ hai là trước khi trồng là mình phải làm đất lại sạch sẽ, mình phơi đất này nọ đó, mình bón vôi thì cũng như là bón lót cho cây cà pháo trước khi trồng, thì cái khả năng mà nó bị chết nguội á thì rất là thấp nha mọi người ha. Mà trong trường hợp nó chết nguội thì nó sẽ có là hai cái trường hợp nha mọi người ha. Ví dụ như ở đây, ví dụ như cái cây của mình các bạn mà nó tới cái thời điểm mà mình thu hoạch trái này các bạn, mà mình không hái trái mà để trái nó rất là nhiều như thế này nè, thì nó có nguy cơ là nó bị chết nguội là do là nó thiếu dinh dưỡng cũng như là thiếu cái lượng nước trên cây các bạn, thì nó sẽ chết nguội. Thì trong trường hợp mà nó bắt đầu chết nguội các bạn, thì bạn chỉ việc lạc hết trái cho mình ha. Lạc hết trái, ở đây mình lạc vài trái nha mọi người ha, để mình làm video demo cho các bạn thôi. Lạc hết luôn nè, tại vì mình cứu nó sống rồi. Lạc hết trái đi ha. Rồi lạc hết trái luôn các bạn. Thì bây giờ bạn hãy mua cho mình cái thuốc là Antracon nha các bạn ha. Thuốc Antracon nha mọi người ha. Các bạn mình nhắc lại ha. Mình sẽ tưới vào gốc nó, tưới vào gốc của nó nha các bạn, không xịt nha. Mà mình hãy tưới vào gốc nó, thì cái liều lượng á là cho là 50 gram Antracon nha các bạn ha. 50 gram cho 25 lít nước. Có nghĩa là mình xịt ướt cái gốc của nó luôn, hoặc bạn tưới cho ướt gốc luôn. Rồi hai nữa là bạn mua cho mình là cái thuốc là Ridomin nha mọi người ha. Cũng liều lượng là 50 gram cho 25 lít nước, mình tưới ướt cây luôn, mà chủ yếu là cái gốc tưới cho nó mình, thì bạn sẽ khắc phục được cái bệnh là chết nguội trên cây cà pháo nha mọi người ha. Đây là một cái cách mới mình mới tham khảo anh em á, và mình cũng đã là thử nghiệm là trên cái cây cà pháo của mình các bạn, hoặc là nó đạt được cái hiệu quả đó nha mọi người ha. Đây các bạn, đây bị nhiễm khuẩn nè, nó muốn chết luôn các bạn. Thì đó là một trong những là cái cách khắc phục nha mọi người ha. Đó thì hôm nay thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn về cái cách là cái kỹ thuật là khắc phục chết nguội trên cây cà pháo nha mọi người ha. Nhưng mà mình ở đây thì mình xin khuyến cáo các bạn vậy, ví dụ như nó có một hai cây cà pháo mà nó bị chết nguội thôi, thì mình nên nhổ giục các bạn. Thì cái cách của mình thì chia sẻ cho các bạn, thì các bạn là nên áp dụng cho nguyên vườn ha. Khi mà hơn hơn nữa khoảng 25 đến 50% cái vườn cà pháo của các bạn nó bị thì các bạn hãy áp dụng cái cách này để mà xịt cho nó ha. Nếu như mà nó có một hai cây mà mình cứ mua thuốc mà mình xịt như vậy thì cái khả năng mà mình lợi các bạn nó rất là ít, tại vì có thời điểm cái giá cà pháo nó cũng sẽ là xuống thấp nha nha mọi người ha, nó không có được cao. Thì cây cà pháo này tuy rằng nó ăn được một năm, nhưng mà có những cái thời điểm nó giá nó rất là thấp, và có những thời điểm thì giá nó lên cao nha mọi người ha. Đó thì đây là chia sẻ cho các bạn vậy. Thì có ở đây thì mình cũng có là chia sẻ cái hạt giống cho các bạn đó, thì bạn nào cần hạt giống thì cứ liên hệ mình á, thì mình có để số điện thoại ở trên
cái màn hình của video các bạn. Thì bạn xem thì bạn hãy muốn mua hạt giống thì cứ liên hệ mình, thì giá thì mình cũng tương đối là để cho các bạn rẻ thôi. Và ở đây thì mình sẽ là chia sẻ thêm cho các bạn là khi mà trồng cây cà pháo các bạn, mà cái lá nó rất là tốt, nó sung rất là sung luôn, nhưng mà nó kiểu như là nó phát triển rất tốt nhưng mà nó không có trái các bạn, trái nó rất là ít. Thì bây giờ thì mình sẽ xử lý làm sao cho trái nó ra nhiều. Thì ở đây các bạn, thì ở đây thì mình xin chia sẻ nè. Thì những cái lá gốc phía dưới bạn thấy không? Nè, mình sẽ lặt những cái lá gốc này nè, lặt bỏ hết. Bạn lặt cho mình tới trên đây luôn nha mọi người ha. Lặt sạch ở dưới đây luôn. Sau đó bạn rút nước cho mình khoảng lâu là 4 ngày. Cho cái lá mà cây cà pháo mình mà nó kiểu như là nó muốn héo các bạn, nó bị xào lá này nọ đó. Thì lúc đó mình mới bón cho nó là cái phân là kali vô vô nha mọi người ha. Hoặc cái thằng 20-20-15. Rồi sau đó mình tưới nước lại bình thường. Thì nó sẽ ra bông và nó kết quả lại. Khi mà nó ra bông các bạn, ra bông như thế này nè. Mà mình muốn nó đậu quả này nọ đó, thì bây giờ thì mình hãy mua cái thuốc là kích thích ra bông. Cái thuốc kích thích ra bông thì mình hay chia sẻ cho các bạn là cái thuốc là G5 30 30 nha mọi người ha. Thì những cái loại thuốc này thì nó rất là rẻ tiền, nó chỉ có mười mấy 20 ngàn thôi. Thì bạn có thể mua trên những trang mạng điện tử á, hoặc các bạn có thể là ra cái tiệm vật tư nông nghiệp của các bạn á. Thì các bạn là hỏi mua là cái thuốc làm dưỡng bông, cũng như là cái thuốc mà hỗ trợ mà ra bông này nọ đó, thì người ta sẽ bán cho các bạn. Thì có rất là nhiều loại thuốc, bạn không cần sử dụng cái loại thuốc G5 30 30 của mình chia sẻ vẫn được nha mọi người ha. Mà lại phía trong cái trường hợp mà mình hồi nãy mình quên chia sẻ cho các bạn á, là khi cái cây cà pháo của mình mà nó bị suy mà mình phục hồi nó lại đó, thì mình nên xịt dưỡng nó nha mọi người ha. Thì xịt dưỡng á, thì mình có thể là xịt cái thằng Atonit nha mọi người, Atonit. Còn có tiền nữa thì mình sẽ cộng với cái hàng là Humic trong biển nha mọi người ha. Thì cái chai đó khoảng 1 lít nha mọi người. Thì mọi người là mua Atonit với trong biển mình cộng lại nha. Đó. Thì hôm nay là chia sẻ cho các bạn hàng vậy nha mọi người ha. Thì giờ rồi thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn là một số cái kỹ thuật khi là phòng chống cái bệnh là héo cây, chết nguội trên cây cà pháo nha mọi người ha. Thì cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái cách chọn giống, cũng như là cách là một số cách xịt dưỡng trên cây cà pháo đó. Thì bạn nào cần mua hạt giống á, thì hãy là liên hệ mình nha mọi người. Số điện thoại thì mình có để lại trong cái đường mô tả của video luôn. Thì các bạn là vui lòng á, là nhắn tin qua cái Zalo của mình nha mọi người ha. Còn nếu như là các cô chú anh chị mà lớn tuổi á, thì có thể là điện thoại trực tiếp nha mọi người ha. Thì để được mình tư vấn cũng như là chia sẻ cái hạt giống cho các bạn nha mọi người ha. Còn đây là cái vườn cà pháo mình đang trồng mọi người đó. Thì mọi người xem sơ ha, thì đây cũng là một cái vườn mà mình hay quay, mình chia sẻ cho các bạn đó. Thì bạn nào quan tâm thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cũng như là có những cái group mà về cây trồng thì hãy chia sẻ cái video này cho những người bạn nào mà đang trồng cà pháo để mọi người biết được và cách phòng tránh trên cây cà pháo khi mà bị chết nguội, cũng như là cái cách là giữ bông mà nó ra trái nhiều nha mọi người ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.